Khi chúng ta tụng đến câu kệ thứ ba là thì chúng ta hướng lòng về Đức Phật Thích Ca, thì trong không gian cái mặt mình là Phật ca ơi, con muốn đi trên cái con đường Phật pháp, con muốn phát triển cái tình yêu thương vô điều kiện, con muốn phát triển trí tuệ toàn hảo trong cái dòng tâm thức của con. Pass away, you never in the future, you never fall into love.
go and go close. Then the sixth, you will be protected from all the harm inflicted by the humans and non-humans. That's the sixth, right? Seven, then all your wishes will slowly fulfill. All your wishes slowly fulfill. That's the seven. Then the eight, then since you are already on the path to become Buddha, and then you quickly become Buddha. So these eight benefits you will receive if you sincerely practice the refuge, everyday patience. Thì cái lần thứ ba này giải tiếp là khi mà chúng ta thực hành tu tập thiền quán về cái pháp thiền quy y tam bảo, nếu mà mỗi ngày và một buổi sáng chúng ta tụng ba lần cái bài kệ quy y cùng với sự thiền quán và chánh niệm thì chúng ta sẽ đạt được tám cái điều lợi lạc. Cái điều lợi lạc thứ nhất là chúng ta trở thành một phật tử rất là thuần thành và thuần tịnh. Cái điều thứ hai, lợi lạc thứ hai đó, đây là cái nền tảng của mọi thiền thức của tất cả cái giới luật. Thì bước thứ ba, cái điều lợi lạc thứ ba là giúp tịnh hóa được tất cả những cái nghiệp xấu ác từ vô thủy kiếp. Cái điều lợi lạc thứ tư là chúng ta tích lũy được vô lượng công đức phước báo. Và cái điều lợi lạc thứ năm là chúng ta cống lợi lại các cánh cửa đi xuống ba đường lưỡi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Và cái lợi lạc thứ sáu là chúng ta được cái sự bảo vệ và thoát khỏi mọi sự hãm hại của nhân và thiên nhân. Cái điều lợi lạc thứ bảy là tất cả những cái ước nguyện của chúng ta dần dần được diêm thành. Và cái điều lợi lạc thứ tám là khi mà chúng ta bước chân đi tiến đến cái con đường Phật quả thì chắc chắn chúng ta sẽ nhanh chóng đạt Phật, đạt được quả vị Phật. Nếu mà chúng ta thực hành cái pháp thiền quán này một cách chân thành và tha thiết. So, the morning you practice first what now going with 21 breathing meditation. After that, now going breathing yoga, third. Fourth, now you will practice Kuyi Tamba. Then the or you practice Pabuditam. Yeah. So the Pabuditam, how to practice it? You think deeply. What to think? You think, I want to become alive. So I can have bring light to all the beings in the universe. I want to become fully awakened from ignorance of sleep and nightmare. So I can help all the beings to be awakened from the sleep and nightmare. I want to achieve the everlasting peace and the happiness of Nirvana. So I can help all beings to achieve the everlasting peace and happiness of Nirvana. So this thinking in this way, then you are meditating on Pabuditta. Và bây giờ Rinpoche ngài nhắc đi nhắc lại ha, để chúng ta nhớ đó, là một buổi sáng khi mình thức dậy đó thì cái đầu tiên là chúng ta thực hành cái pháp thiền thở 21 lần. Rồi tiếp số 2
là chúng ta thực hành cái pháp thiền du già đỡ chín dòng. Rồi cái bước thứ ba là chúng ta thực hành cái pháp thiền quán quy y tam bảo. Rồi cái bước thứ tư là chúng ta thực hành thiền quán cái pháp pháp bồ đề tâm. Thì ngài hướng dẫn làm sao mà chúng ta thực hành cái pháp tu thiền quán cái pháp bồ đề tâm ha. Thì là trong lòng của mình phải nghĩ thật sâu sắc như vậy, là con á, là đưa đến Đức Phật á, đưa đến Đức Phật này, là con muốn trở thành ánh sáng để con có thể mang ánh sáng đến cho tất cả pháp giới chúng sanh. Con muốn đạt giác ngộ, con muốn thoát khỏi mọi cái ác mộng, mọi cái sự gọi là ngủ mê, để mà con có đủ cái khả năng sức mạnh để giúp cho tất cả chúng sanh cũng đạt cái sự giác ngộ và thoát khỏi mọi cái ác mộng và cái sự ngủ mê. Cái điều thứ ba, cái ước nguyện thứ ba của mình ha, thì là cái ước nguyện thứ ba của mình là con muốn đạt được cái niềm hạnh phúc vĩnh hằng của cõi nước bàn, để cho con có thể cứu độ chúng sanh, giúp chúng sanh cũng đạt được cái niềm hạnh phúc vĩnh hằng ở cõi nước bàn như con. Thì khi mình làm được ba cái mình và ba cái nguyện này thì chính là đã phá cái bồ đề tâm. So we're together in the chat. Bây giờ chúng ta cùng mình ngồi ngay ngắn lại và mình cùng thiền quán Pháp Bồ Đề Tâm theo sự hướng dẫn của Giao Tình Rinpoche. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tụng cái bài kệ Pháp Bồ Đề Tâm cùng với Giao Tình Rinpoche. Cái bài kệ này ở trang số 1 nằm ở cái phần cuối của trang đó, là Sanje Chodin đó, là con xin về nương tựa đó. Your merit every day increase like the ocean.
You never get exhausted. Always increase. And then if you want to do purification, the most supreme power of purification is meditation. If you want to make all the Buddha and Bodhisattva, all the beings happy, then you do meditation with citta. So if you meditate on with citta, it will take you to the highest and deepest nature of your consciousness. This meditation of citta fulfills the purpose of yourself and other people. It fulfills the purpose of this life and all the life to come. So this meditation of citta is the master key to open all the doors of pleasure. Thì vô trình Rinpoche ngài nói về những cái lợi lạc rất là quý báu của pháp thiền, pháp bồ đề tâm. Thì ngài nói cái không có một cái pháp thiền nào mà mãnh liệt hơn là cái pháp thiền về bồ đề tâm. Nếu mà chúng ta muốn tụ vô được công đức phước báo thì chúng ta hãy là cái pháp thiền, pháp bồ đề tâm đi, thì cái công đức phước báo của chúng ta nó sẽ tăng trưởng như là đại dương và nó sẽ không bao giờ cạn kiệt. Còn nếu chúng ta muốn tịnh hóa những nghiệp xấu ác thì hãy thiền quán cái bồ đề tâm đi. Nếu chúng ta muốn làm hài lòng chư Phật á thì hãy thiền quán về bồ đề tâm đi. Thì khi mà chúng ta thiền quán về là làm cái pháp thiền quán về bồ đề tâm đó, sẽ đưa chúng ta đến những cái tầng cao nhất và sâu nhất của cái dòng tâm thức của chúng ta. Và cái lợi lạc thứ tư của cái pháp thiền quán bồ đề tâm đó là nó giúp viên thành ước nguyện của ta và cũng như của tất cả pháp giới chúng sanh, hay mình còn hay nói là tự độ độ tha đó. Và khi mà chúng ta sử dụng cái pháp thiền quán bồ đề tâm này, nó giống như là cái chìa khóa giải năng giúp chúng ta mở mọi cánh cửa thiên. If you meditate on Bodhisattva, even for one moment, one second, then you become immolated. You know, immolated? So wherever you touch your feet, hand, everything becomes cold. Thầy Thiên Viên Mô Chê ngày còn nhớ mạnh về những cái lợi hạt rất là quý giá của cái pháp thiền pháp bồ đề tâm này. Ngài nói là chỉ cần chúng ta tìm quán về cái pháp thiền bồ đề tâm, chỉ cần một sát na thôi đó, thì chúng ta sẽ ngài nói là giống như cần cái tay của mình chạm đến đâu là tất cả nó sẽ biến thành vàng vậy. Nghĩa là nó rất là cát tường và rất là lợi lạc, không thể miễn bàn luôn. Nghĩa là may mắn vô cùng. So you become a golden hand, huh? So you lay out all the golden egg. So then you always feel you are not alone. Buddha is always with you. You feel it. Khi tu cái pháp thiền quán bồ đề tâm này, cái lòng chúng ta sẽ có một cái sự cảm nhận rất là sâu sắc rằng là chúng ta không còn hẳn loi vô động nữa, mà chúng ta luôn luôn trong lòng của chúng ta luôn luôn có Phật, có chư Phật, chư Bồ Tát theo hộ.
So after Puri Tambo, then you get the Pavuti Tam. After Pavuti Tam, then you meditate on immeasurable love and immeasurable compassion. Thì thưa Minh Vương Giang, ngày nhắc đi nhắc lại nha, để chúng ta sợ chúng ta chưa có quen nên ngày nhắc là nhớ nha. Quy tâm bảo có xong rồi đó, đến cái phần là thiền quán về pháp của độ tâm. Rồi sau cái pháp thiền quán về pháp của độ tâm là chúng ta là đến cái pháp thiền quán về tứ vô lượng tâm, có nghĩa là từ bi hỷ xả, là mình có cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ và lòng xả. So we all have love and compassion. We all have. But our at current situation, our love and compassion is very limited. Very limited. When we see poor people, underprivileged, we have compassion, we have love and compassion. We go and help. We give food, give whatever they need. We give, we have compassion, we practice charity. But people who share the same privilege with you, same position like you, you have compassion and love? No. What you have competition, huh? You want to compete, huh? You want to race, you want to race. You have not love, compassion. But people who enjoy the higher privilege, higher position, more higher fortune, then you have no compassion for them. You have no compassion. You have no love. What you have jealousy, and jealousy. You see. So our compassion and love are very partial, are limited. But we can make this love and compassion we have, we can make it universal. Universal. We can nurture it, grow it. So it become you have love and compassion to all the beings in the universe. How to nurture and grow it? Meditation of immeasurable love and compassion. When you meditate on immeasurable love and compassion, your love and compassion become immeasurable. Reach to immeasurable amount of sentient being. And your power and potential increase to the point of immeasurable. And then it require immeasurable amount of negativity. That's why it's called immeasurable of love and compassion. Ai trong chúng ta cũng có cái lòng từ, cái tình thương yêu thương, nhưng mà hiện tại cái lòng từ và cái tình yêu thương này nó rất là giới hạn. Thì Ngài cho các ví dụ như sau. Ngài nói là khi mà chúng ta thấy những người nghèo thì chúng ta thương, và thấy họ nghèo thì chúng ta muốn giúp đỡ, chúng ta bố thí thức ăn, chúng ta bố thí cho họ những cái vật dụng mà họ cần. Chúng ta thực hành cái hạnh bố thí rất là tốt. Nhưng khi mà chúng ta thấy những cái người mà họ cùng cái tầng lớp như mình á, thì chúng ta không còn cái tình yêu thương, chúng ta cũng chẳng có lòng từ nữa, bắt đầu chúng ta cạnh tranh và ganh đua. Rồi đối với những người mà giàu sang cao hơn ta, nó có cái địa vị cao hơn ta, may mắn
Cho nên trên cái tình yêu của trên nói là cái lòng, cái tâm từ và cái tình yêu thương của chúng ta nó hiện tại nó rất là giới hạn. Bây giờ chúng ta hãy tập đi, chúng ta hãy ban rải tình yêu thương, cái lòng tâm từ đó nó ban rải cái hoàn vũ này đi, nó ban rải khắp cả vũ trụ này đi, và ban rải khắp đến tất cả pháp giới chúng sanh. Hãy cứ tập và phát triển cái lòng từ để tình yêu thương này đến khắp mọi nơi mọi chúng sanh. Và nếu mà chúng ta có thể làm được cái điều đó thì cái lợi lạc nó là gì? Khi mà chúng ta thiền quán thì cái lòng từ và cái tình yêu thương thì cái lòng từ và cái tình yêu thương này nó bắt đầu nó phát triển một cách vô lượng, có nghĩa là không thể nghĩ bàn. Chúng ta hãy và nó và cái tâm, cái lòng từ, cái tình yêu thương này nó chạm đến, nó ban rải, và lúc đó là những cái công đức phước báo của những cái tiềm năng, những công đức phước báo của chúng ta nó sẽ tăng trưởng một cách vô lượng, và cũng như là tịnh hóa vô lượng nghiệp. So first we meditation, meditate on immeasurable love. So immeasurable love, love is the wishing, both wishing and capability to bring my joy to the life of all the beings. Thì khi mà chúng ta thiền quán thì cái lòng từ, thì cái tình yêu thương đó, thì trong tâm của chúng ta đó, mình mong muốn mà là mình có thể mang lại cái hạnh phúc. So you see the love is the intention, both intention and the capacity to bring joy to all the beings in the world. Why need to bring joy in the life of all the beings? Because you look around the world, you see. You look around the world, what you see, what you hear, what you feel. People doing everything since they born, they go to school, college, university, find a job, and then find a either partner, to get married, produce kids. They do all these things for what purpose? For what purpose? His purpose is to live a joyful life, to live a joyful life. But unfortunately, today getting a joyful life, they are not getting a joyful life. Even though they have highest education, they have the all the wealth, they have a beautiful partner, they have everything, but their life is not joyful. Why? Because they search the joy in a wrong way, wrong direction. That's why they don't find joy. And joy comes from inside, from the heart. If there's no love and compassion in a family environment is cold. There's no warmth. No warmth. So, we think like this. After thinking like this, then you develop an intention to help all beings, to help him joyful life. So then you start meditating. First you meditate, immeasurable love. First you think how wonderful it would be if all beings experience
joyful life and the cause of joyful life. Second, then you think, may all sentient beings experience joyful life and the cause of joyful life. Third, then you say, since I have the Buddha with me, I have the potential with nature, so I take full responsibility. Myself take the full responsibility to cause all the beings to experience joyful life and the cause of joyful life. And fourth, then you say, Buddha Shakyamuni, please give me a blessing, give me inspiration, give me inner strength, so I can be in a better position to cause all beings to experience joyful life and the cause of joyful life. Thì là cái đầu tiên mình nhận khi mà chúng ta thực hành cái pháp thiền quán về lòng từ cái tình yêu thương thì trong lòng mình phải thoát khỏi cái mong muốn là mình có thể mang lại cái tình yêu thương, mong rằng mình có đủ cái khả năng để mang lại hạnh phúc đến tất cả các chúng sanh. Thì cái năm trên ngày mở rộng ra cái điều này, mình nói là hãy nhìn xung quanh đi. Mình nghe thấy, mình cảm giác, mình cảm nhận đó, có phải là từ lúc mà chúng ta được sinh ra đi là lớn lên, đi là có vợ đẹp, con ngoan, tại sao mà chúng ta phải cố gắng gọi là tranh đấu rồi để cho tất cả, để mà mong đạt được tất cả những điều này? Thì cái lý do đó là gì? Là để ai mà chẳng muốn mong cầu có một cuộc sống hạnh phúc thì cũng phụ. Nhưng mà Trên nói, nhưng mà thật sự là mình có thấy có ai mà thật sự đã đạt được cái hạnh phúc hay chưa? Ngay cả là những người rất giàu và rất là thông thái, có những cái địa chỉ, giữ những cái địa chỉ rất là cao, họ có mọi thứ ở trong tay á, nhưng mà cuộc sống của họ đó thật sự hạnh phúc hay không? Họ có thật sự là cảm thấy thỏa mãn với những cái gì mà họ đang có hay không? Gia đình Trung Quốc Giê này kết luận rằng là ngài nói á, thật sự ra hoặc ít có ai mà cảm thấy là mình đã thật sự đạt được cái niềm hạnh phúc thật sự, là bởi vì chúng ta đi tìm cái hạnh phúc nó sai đường. Chính vì vậy nên tất cả chúng ta hầu như là không ai có thể tìm được cái hạnh phúc thật sự nó, là bởi vì cái niềm hạnh phúc thật sự nó không đến từ bên ngoài, mà nó đến từ tâm, nó đến từ cái trái tim. Rồi Kinh Lâm Bồ Tát này cho một cái ví dụ, thì nói rằng là nếu mà ở trong gia đình của mình, mà mình không, ở trong gia đình của mình nếu mà thiếu, không có cái tình yêu thương, không có thiếu cái lòng từ, thiếu cái lòng tình yêu thương, cái tâm từ đó, thì cái gia đình của mình, bản thân mình sẽ cảm nhận cái sự lạnh lẽo và xa cách. Và sau khi chúng ta nghĩ sâu xa về những cái điều mà Rinpoche ngày giải thích giảng nãy giờ, thì ngài nói là chúng ta trong lòng của mình phải phát khởi ra một cái lòng mong cầu muốn cứu giúp chúng sanh có được một cuộc sống hạnh phúc thật sự. Thì khi để làm cái điều này thì mình qua bốn cái bước nha. Thì bước nhất mình phải nghĩ rằng là ôi thật là tuyệt vời, làm sao nếu mà tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Rồi cái bước thứ hai, rồi tới cái bước mình nguyện, là mình nói là con nguyện cho tất cả các giới chúng sanh đều được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Cái bước thứ ba là bởi vì trong lòng mình hiểu rằng là con có đức Phật ở trong tâm này, con có đủ cái khả năng để mà trở thành một vị Phật trong tương lai, cho nên chính vì vậy con tự mình dũng mạnh đứng ra nhận lãnh cái trách nhiệm này, đưa tất cả chúng sanh đến cái bến bờ hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Thì cuối cùng là cái bước thứ tư là mình hướng lòng về Đức Phật Thích Ca và nói Đức Phật Thích Ca ơi, xin Đức Phật Thích Ca hãy và mười phương chư Phật hãy ban cho con sự gia trì của tất cả những cái điều kiện tự nhiên, tất cả những cái sức mạnh nội tại để giúp con có thể hoàn thành cái ước nguyện này.
câu lời nhận xét đó. Rồi bây giờ chúng ta ngồi nghe ngắn lại và cùng thiền quán với cho tình Rung Phu Che. So meditation on immeasurable love. Dạ, thiền quán về cái lòng từ, cái tâm từ. You think all the beings in the universe are chasing after joy and happiness, but they are not getting what they want. Tất cả các chúng sanh ai cũng lo đi tìm cái hạnh phúc, nhưng mà chẳng ai tìm được cái hạnh phúc thật sự hết. So you think how wonderful it would be if all things experience joyful life and the cause of joyful life. Chính vì vậy mà cái bước đầu tiên mình nghĩ là thật là tuyệt vời, làm sao nếu mà tất cả các chúng sanh đều trải nghiệm được cái niềm hạnh phúc và nhân tạo hạnh phúc. Tentatively, may all beings experience joyful life and force of joyful life. Thì mình nghĩ thật sâu xa, mình phát lên cái lời đại nguyện rằng là con nguyện là đều được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Since I have brought up with me, I must alone take the full responsibility to cause all the beings to experience joyful life and the cause of joyful life. Cái bước thứ ba nghĩ là bởi vì là con có đức Phật ở trong tâm, cho nên là con tự tin là tự mình dũng mạnh đứng ra nhận lãnh cái trách nhiệm đưa tất cả pháp giới chúng sanh đến cái bên bờ của hạnh phúc và nhân tạo hạnh phúc. So please, Bodhisattva Muni, please give me the blessing, inspiration and strength so I can be in a better position to cause all beings to experience the joyful life and cause of joyful life. Trì của tất cả những cái điều kiện thuận duyên, hãy ban cho con sức mạnh nội tại, hãy ban cho con cái trí tuệ toàn hảo để con có cái khả năng ở một cái vị trí thích hợp có thể đưa chúng sanh đến cái bên bờ hạnh phúc và nhân quả hạnh phúc. And then you visualize the Bodhisattva Muni, heart is moved with your sincere request. So Buddha sent a light from his heart, and you feel like you receive the light and blessing, inspiration from Buddha. Và chúng ta tiếp tục mình cảm nhận mình có cái niềm tin rằng là nếu cái lời thỉnh cầu tha thiết chân thành từ tận trái tim của mình đã làm cho Đức Phật Thích Ca xúc động và ngài ứng chứng cho cái lời cầu nguyện của mình, cái lời cầu xin của mình, và bây giờ Đức Phật Thích Ca từ tấm thân của ngài phóng chiếu những cánh hào quang chạm đến ta và ban cho ta tất cả những cái sự gia trì, sức mạnh nội tại cùng những niềm đam mê Đức Phật then meditation on compassion. Immeasurable compassion. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta đến cái bước thiền quán về cái lòng bi vô lượng. When you look around and hear around, you recall your memory, all the things in the universe that you work so hard to remove the pain, suffering, hardship and difficulty from their life. But unfortunately, they are not being able to remove all the pain and suffering. Instead, because of the ignorance,
because of the stress, tension, worry, fear, anxiety, your mind is very disturbed. Just suffering from the psychological sickness, emotional sickness, and physical sickness. They are suffering from many different kinds of pain. Bây giờ Thanh Dung mới nghe Ngài giải thích về cái lòng bi vô lượng. Ngài giải thích như này: chúng ta hãy nhìn xung quanh đi, trong cuộc sống ai cũng cố gắng hết sức để mà loại trừ tất cả những cái khổ đau, những cái phiền não, nhưng thực tế là không thể nào. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái sự vô minh, cái sự căng thẳng, sợ hãi, cái sự phân tâm, cái sự phiền não gây nên những cái bệnh về thân, cái bệnh về tâm, những cái bệnh về cảm xúc, và ai cũng phải chịu những cái sự đau khổ và vòng vòng. So then you image of compassion, how wonderful it would be if all beings free from the pain and the cause of pain. Rồi bây giờ chúng ta thiền quán thì cái lòng bi thì cũng đi qua bốn cái bước. Cái bước thứ nhất thì mình nói là thật là tuyệt vời làm sao nếu mà tất cả pháp giới chúng sanh thoát mọi khổ đau và nhân khổ đau. May all beings free from the pain and the cause of the pain. Rồi cái bước thứ hai là cái trong cái trang số 2 đó, về cái bài kệ tứ vô lượng tâm đó, thì cái bước số 2 là con nguyện cho tất cả chúng sanh thoát mọi khổ đau và nhân khổ đau. Since I look up with me, I myself alone take the full responsibility to cause all the beings to be free from pain and the cause of the pain. Rồi bước thứ ba, để nghĩ tiếp rằng là con có Đức Phật ở trong tâm, chính vì vậy con sẽ tự mình dũng mạnh đứng ra nhận lại cái trách nhiệm là cứu giúp chúng sanh thoát mọi khổ đau và nhân khổ đau. So please put the second on me, come to bless me, inspire me, give me inner strength so I can be in a better position to cause all the beings to be free from pain and the cause of pain. Rồi trên cái bước thứ tư là hướng lòng về Đức Phật Thích Ca, nhà mình thỉnh cầu xin Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca ơi, nhà mời phương chư Phật chư Bồ Tát xin hãy ban cho con sự gia trì cùng tất cả những điều kiện thuận duyên. Xin hãy ban cho con một cái niềm đam mê khởi, xin hãy ban cho con một sức mạnh nội tại để con có đủ cái khả năng cứu giúp chúng sanh thoát mọi khổ đau và nhân khổ đau. The Buddha moved by your sensei request, and Buddha sent a wife to bless you, give the inspiration and strength to you. Rồi bây giờ trong lòng mình còn phát ra một niềm tin rằng là với một cái sự thỉnh cầu tha thiết chân thành như vậy đến Đức Phật, thì Đức Phật xúc động nên Ngài đã ứng chứng cho cái lời nguyện chân thành tha thiết của tình ngày này đã ban cho chúng ta những gì mà chúng ta cầu xin. After this, then we do the mandala of it. Và bây giờ đó là thì các thành viên của chơi ngài sẽ hướng dẫn chúng ta cái phần cúng dường mạng cà la. Thì chị nào có chuỗi hoặc là cái dòng đeo tay chuỗi đó thì bắt cái ấn cúng dường mạng cà la cái trang số 3 cái bài kệ là sa di bồ kỳ đó,
dạ, khi mình cúng dường hoặc là ra thì mình phải có một cái gì để mình cúng, là mình cúng thay không nha. So you will realize the
was up on your crown, and as I moved through this flower, on it, moon cushion, on it, medicine Buddha. Medicine Buddha, one page, 2 hours, blue in color, right hand, hold Arura, a medicine tree. That medicine tree that can overcome the 440 old sickness, emotional, mental, physical sickness. And the left hand in the meditative position hold the bowl. Bowl that filled with the nectar. Nectar of medicine that overcomes all the sickness. Nectar of life that overcomes all the death. Nectar of wisdom that overcomes all the delusion. And then, medicine Buddha sitting in the aura of light on the ground. And as medicine Buddha, as a medicine Buddha's heart, there is a mantra. They are the Vedanta, Vedanta, Mahavedanta, Vedanta, the Samukha, the Sopha, in the form of a light. And then, when you chant from the mantra at the heart of medicine Buddha, blissful, healing, naturalized comes down into your head and also with the help of all your family, all your ancestors, all the beings in the universe. Life goes inside, healing, naturalized. And this nectar, healing, naturalized, flush out all the negativities, obscurations, blockages, evil spirit. All the psychological, emotional, mental, physical sickness, they all flush out from the lower part of the body. And your body becomes crystal clear, like light. So when you chant, you have to visualize. Khi mà chúng ta chuyển tâm chú của Đức Phật Tịnh Sư, cái phần này rất là quan trọng. Chúng ta đây là một cái pháp thì minh chú rất là hiệu nghiệm, thì chúng ta hãy quán tưởng và mình hãy làm cái pháp thiền quán cho mình quán tưởng, mình chú tưởng tượng cảm giác mình nghĩ trong tâm mình rằng ngự trên đỉnh đầu của mình đó là cái cỏ sen trang nghiêm đẹp đẽ, trên cái cỏ sen là cái bồ đề trăng, và ngự trên bồ đề trăng là Đức Phật Diệu Sư. Ngài trong cái thân tướng là một mặt hai tay, còn thân Ngài màu xanh biển. Tay phải Ngài cầm cái nhành hoa, một cái nhành cây thuốc chữa lành 440 loại bệnh về thân, bệnh về tâm. Rồi tay trái của Ngài là cầm cái bình bát màu xanh của đá lưu ly, chứa chất cam lồ, chứa ánh sáng cam lồ trí tuệ. Thì ánh sáng cam lồ trí tuệ này là thuốc vượt qua cái bệnh tật, nó là cái sự sống vượt qua cái chết, và nó chính là cái trí tuệ giúp vượt qua cái sự vô minh. Và khi mà chúng ta trì tụng cái minh chú thì cái dòng minh chú của Đức Phật Thích Thượng Sư đó là dưới dạng cái ánh sáng. Thì khi mà chúng ta trì bắt đầu mình trì cái minh chú của Đức Phật Thích Thượng Sư thì bắt đầu cái ánh sáng cam lồ từ cái dòng minh chú đó nó chảy xuống, nó đi qua cái đỉnh đầu của ta, nó đi vào bên trong thân của ta và cũng như vật của tất cả pháp giới chúng sanh. Và những cái chất ánh sáng cam lồ trí tuệ này nó đẩy những cái bệnh về thân, những cái bệnh về tâm, những cái bệnh về cảm xúc, nó đẩy những cái nghiệp xấu ác, nó đẩy những cái che chứa những cái vô minh, những cái chất độc tham sân si cao ngạo ngã mạn tà kiến ra khỏi cái thân của ta và cũng như của tất cả pháp giới chúng sanh. Đây là phải một mình và tất cả những người cùng tôn kính với mình cũng được cái như vậy luôn. Và bây giờ tiếp tục là sau khi mà cái chất ánh sáng cam lồ nó đẩy ra ngoài cái chất xấu như vậy, thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục mình cảm nhận mình có một phát ra một cái niềm an lạc, hỷ lạc, phúc lạc, có một cái niềm tin là bây giờ thân con đã hoàn toàn
chúng ta đã hoàn toàn thuần tịnh, đã hoàn toàn trong sạch và hoàn toàn trong suốt như pha lê. Ta giữ cái sự thiền quán, hình ảnh như vậy trong tâm, rồi bắt đầu chúng ta trì cái minh chú, mình cố gắng mình giữ được bao nhiêu thì mình giữ cái hình ảnh như vậy. Yeah.
more needed to practice Tara, because Tara is the most powerful Buddha to remove obstacle in life. Obstacle with your health, obstacle in your relationship, obstacle in your business, especially obstacle in your spiritual journey. To remove this obstacle, Tara is the most powerful Buddha that you can practice. So you always practice Tara every day. Chant Tara's mantra every day after medicine Buddha. You have to chant medicine Buddha mantra 21 times every day in the morning. Chant it with a meditation. Chant it with mindfulness. That's excellent. After that, chant Tara mantra 21 times. So then it helps you to be free from any obstacles. Bây giờ Kinh Rinpoche Ngài dạy chúng ta thêm rằng là bên cạnh cái phúc tu dược sư thì chúng ta cần tu tập thêm, hỗ trợ thêm với pháp tu Tara. Bởi vì cái pháp tu Tara là một cái pháp tu rất là mạnh liệt, có thể nói là mạnh liệt nhất để giúp chúng ta tránh được và tiêu trừ hoặc là hóa giải được tất cả những cái chướng ngại, tất cả những cái khó khăn, những cái chướng ngại, những cái khó khăn trong cái sức đời về vấn đề sức khỏe, trong cái công việc làm ăn, trong các cái mối quan hệ. Thì Ngài dạy rằng là sau khi mà chúng ta mỗi buổi sáng đó, chúng ta thức dậy để chúng ta làm các bước thiền quán, rồi đến phần là tụng minh chú của Đức Phật Thiền Sư 21 lần trong cái sự thiền quán và chánh niệm. Rồi kế đến là chúng ta phải tụng minh chú của Mẹ Tara cũng 21 lần. Thì cái lợi lạc ở đây là giúp chúng ta tiêu trừ hoặc là hóa giải hoặc là tránh được những cái chướng ngại, những cái khó khăn trong cuộc sống, cả đường đạo lẫn đường đời, và đặc biệt là trong cái con đường tu tập tâm linh. So I get the transmission of Dharma mantra and chant of the name. Rồi bây giờ Kheo Tình Rinpoche đã từ bi ban chúng ta truyền khẩu về minh chú của Mẹ Tara. Bây giờ tất cả chúng ta cùng tập lại hôm nay. Om Tare, Om Tare, Tut Tare, Tut Tare, Turi Soha, Turi Soha, Om Tare, Om Tare, Tut Tare, Tut Tare, Turi Soha, Turi Soha, Om Tare, Om Tare, Tut Tare, Tut Tare, Turi Soha, Turi Soha. So we chant together, so that this chant together. Chúng ta cùng trì chung với cho mình. Om Mani Padme Hoya So Om Mani Padme So Om Mani Padme Om
powerful practice, to remove the obstacle. That's why it's called it Mother Tara, Mother Tara. Why it's called the Tara, Mother Tara? Because all the Buddha born from Tara. All the Buddha born from wisdom. Tara is the wisdom. Also called Mother Tara. Why? Tara is the mother of all the beings. So that's why all the spiritual masters in India, in Tibet, they all rely on Tara to remove the obstacle on the spiritual journey. Yêu tình yêu như thế này dạy cho mình là phúc tu mẹ ta đa rất là mạnh liệt, giúp tiêu trừ hoặc là nói là giúp chúng ta tránh hoặc là chúng ta hóa giải được mọi chướng ngại khó khăn, cả đường tu lẫn đường đời. Mẹ ta đa ngài là hiện thân là mẹ của tất cả chư Phật, là bởi vì tất cả toàn thể chư Phật được sinh ra từ trí tuệ, mà mẹ Tara ngài là biểu tượng của trí tuệ, và mẹ Tara cũng là mẹ của tất cả pháp giới chúng sanh. Chính vì vậy mà cái vị Phật mẫu này được gọi là mẹ Tara. Và tất cả những chư tổ sư của Ấn Độ cũng như Tây Tạng đều phải nương tựa vào pháp tu của mẹ Tara. Rồi bây giờ chúng ta cùng với các tình trung trung chê hồi hướng. Yeah.
Okay.